chào các bạn, mình là Hana và mình đã quay trở lại rồi đây. Tiếp tục với chủ đề kem chống nắng ngày hôm trước thì hôm nay Hana sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được loại kem chống nắng phù hợp cho từng loại da nhé. Và các bạn hãy nhớ theo dõi video của chúng mình để không bỏ sót bất cứ thông tin hữu ích nào. Tiếp đến sẽ là kem chống nắng dành cho da khô. Nắng có thể khiến cho làn da của các bạn bị bong tróc, tạo vẩy và tình trạng này lại càng xảy ra nhiều hơn đối với da mặt khô. Chính vì vậy, với làn da khô khi mà lựa chọn kem chống nắng, đặc biệt là các bạn sẽ phải chú ý đến thành phần chứa hydroxerin và ceramic để có thể là vừa chống nắng vừa cấp ẩm cho làn da của mình. Và để hiệu quả đạt được cao hơn thì các bạn có thể chọn kem chống nắng dạng xịt hoặc là phun sương. Một số sản phẩm kem chống nắng dành cho da khô thì Hana cũng có thể là chia sẻ cho các bạn ở trong list sau đây.